Chương trình giao lưu và chia sẻ chủ đề giáo dục giới tính cho trẻ từ 3 đến 15 tuổi và giới thiệu bộ sản phẩm giáo dục giới tính ERA, kỹ năng phòng tránh xâm hại cho trẻ trong kỷ nguyên 4.0 do Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục và TYM Book and Media phối hợp tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Trẻ mầm non từ 2 đến 3 tuổi trở đi đã có tính cách và có nhận thức, vì vậy việc giáo dục giới tính phải bắt đầu từ độ tuổi này. Điều này dựa vào các nghiên cứu khoa học về tâm lý của trẻ, nhận thức của trẻ. Các bé sẽ rất là nghe lời cô và cha mẹ. Đây là một cái đặc điểm rất là rõ ràng ở cái lứa tuổi từ 3 đến 5 tuổi. Chính vì vậy cho nên là chúng ta càng giáo dục giới tính cụ thể bao nhiêu và dạy cho các bé một cách tự lập, tự bảo vệ bản thân, tự biết chăm sóc cái bùng kín của mình. Thì đây là một cái tiền đề rất là tốt để bé có biết tôn trọng cơ thể của mình và đồng thời cũng biết tôn trọng cơ thể của người khác. Cái việc mà giáo dục giới tính thì cần phải rất là sớm cho các bé, để như các bé có những cái kiến thức để tự bảo vệ cho mình. Là một phụ huynh của những cái em bé nhỏ vậy thì tôi cảm thấy cái điều này rất là quan trọng. Bộ sản phẩm giáo dục giới tính do Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục biên soạn gồm có cẩm nang, truyện, tập tô màu và ứng dụng giáo dục giới tính ERA, thuận tiện cho mọi gia đình cùng đọc, học và trải nghiệm. Qua đó hướng dẫn và rèn luyện cho trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi không có người lớn bên cạnh, bao gồm các chủ đề, kiến thức giới tính cho trẻ theo từng lứa tuổi, kỹ năng phòng tránh xâm hại, kiến thức pháp luật, kiến thức tuổi dậy thì, sự phát triển của vị thành niên, khái niệm dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh bạo hành, bạo lực ở tuổi vị thành niên, hướng dẫn cha mẹ, người lớn nhận biết trẻ có dấu hiệu bị xâm hại, một số câu hỏi thường gặp. Vì với những nội dung này thường cha mẹ cũng rất là nhiều người ngại đưa ra, cho nên dựa trên sách mình nói theo sách thì nó sẽ rất là đơn giản và khoa học hơn và nó chính xác hơn. Các bé có thể là vừa đọc vừa tương tác và có thể là được người lớn đọc cho về những cái đó, và vòng màu sắc hình ảnh thì nó rất là phù hợp với các bé ở lứa tuổi này. Trong cuốn sách này thì nó có cái phần mà ví dụ như nhận biết hình ảnh thì nó tương đối chính xác, gần gũi với trẻ. Và trẻ sẽ làm những cái bài tập trong đó, trẻ sẽ tô màu được đúng hơn và chính xác hơn. Và trẻ sẽ khắc sâu được kiến thức nhiều hơn. Với cái thời đại 4.0 này thì ngoài cái tranh vẽ ra thì chúng tôi có làm những cái video clip để mà thông qua những cái video đấy để cho các cô giáo, các bậc phụ huynh cũng như các bé xem. Sau đó thì hướng dẫn các phụ huynh và các cô giáo sau khi xem video thì có thể bình luận, nhận xét về các cái cảnh hoặc là các cái kịch bản đó. Thế và các bé thì rất là yêu thích. Trước hết thì đây là một cái bộ sách và được đi cùng với một cái chương trình vừa là ứng dụng công nghệ và vừa là một cái chương trình tác động giáo dục. Và qua đó thì có sự đồng bộ kiến thức giữa gia đình, nhà trường đến cộng đồng nhằm đồng nhất một cái kiến thức để hướng đến một cái đứa trẻ nó được trang bị đầy đủ nhất và thay đổi nhận thức cộng đồng, thay đổi cái suy nghĩ của tất cả những người lớn đang làm công tác liên quan đến trẻ em về giáo dục giới tính theo từng độ tuổi.